ngày đi nhà cha. Con đang ở đâu? Con đang nhà nội hả? Đây chào bà con cô bác, hôm nay là trà sữa về với nhà nội chơi. Mà ở dưới quê của nội là trà sữa cũng có mấy bạn thương lắm nè, mấy bạn đang tới thăm trà sữa nè. Đó. Con tên gì? Con tên Boss. Boss hả? Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 5 tuổi rồi. Vậy hả? Con coi trà sữa không? Dạ. Thấy trà sữa dễ thương không? Thích trà sữa không? Con thích. Thích hả? Tôi gả cho đó. Chịu không? Chịu. Con tên gì? Cẩm Tiên. Con Cẩm Tiên hả? Con bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. Con 6 tuổi hả? Con coi trà sữa không? Có coi trà sữa không? Rồi hả? Rồi con tên gì? Tiến Phát. Tiến Phát con bao nhiêu tuổi? 4 tuổi. Ủa con 4 tuổi. Con 6 tuổi con 4 tuổi gì? Con có trà sữa không? Có trà sữa luôn hả? Cảm ơn con nha. Đó, đây. Đây có hai anh chị nữa nè. Hai anh chị nữa. Ở trên Sài Gòn xuống. Ở trên Sài Gòn xuống nè, thương trà sữa nè, xuống thăm trà sữa. Anh Minh. Đây bà xã của chị Anh Minh. Đó. Con nói chuyện với lại mấy bạn đi. Nè. Nãy giờ là trà sữa lấy kem mời mấy bạn. Cà rem mời mấy bạn. Cà rem ngon mấy con? Ngon không? Con mời cà rem mấy bạn hả? Hả? Con hát cho mấy bạn nghe coi. Hát cây cầu dừa cho mấy bạn nghe coi. Đây một phanh nhí nữa nè. Nè phanh nhí nè. Đây. Bé này bao nhiêu tuổi Quyền? Dạ 2 tuổi rồi. 2 tuổi hả? Dạ. Con trà sữa luôn hả? Dạ. Trời ơi. Đây đỡ cái con trà sữa nhiều quá. Dạ. Khoan trà sữa nè. Đó. Từ lớn tới nhỏ. Có nam có nữ có. Con dắt mấy bạn ra coi vườn bắp của ông bà nội đi. Vườn bắp. Đâu? Bắp. Ở đây hả? Bữa nay hết bắp rồi bà, ông bà cô chú ơi. Bữa nay sữa về ăn hết bắp rồi. Lát bà nội nấu lẩu mắm cho con ăn ha. Con ra coi. Con ra coi vườn bắp hả? Nè rủ mấy anh chị ra coi vườn bắp. Đi kia coi em dẫn đi coi vườn bắp nè. Vườn bắp hết rồi. Vườn bắp hết hả? Rồi đi. Đây mấy bạn nhỏ ở nhà gần ở nhà của bên bà Bảy. Nhà bà Bảy hôm nay là có đám giỗ. Rồi này con cháu về chơi. Rồi có biết có trà sữa. Có biết có trà sữa về đây nên mấy anh mấy chị ghé qua thăm trà sữa. Trà sữa cảm ơn mấy con nha. Ủa con ăn nữa hả? Không. Sao vậy? Lạnh hả? Lạnh hả? Lạnh cái tay. Ờ, không đó không lạnh nữa. Rồi đi ra đi coi dẫn mấy anh chị ra coi vườn bắp của ông bà nội ơi. Rồi chú Khương vừa quay cái clip này lên rồi mấy đứa con về coi nha, để coi kỷ niệm nha. Kỷ niệm tuổi thơ nè, mấy đứa nhỏ vậy chứ nó không có dưới quê nhiều khi ba mẹ không có biết quay clip, không có biết đăng clip, nhiều khi tụi nó không có clip để làm kỷ niệm tuổi thơ. Đây là vườn mai của bà nội nè, của bà nội trà sữa. Đó. Chiều Để con lên Sài Gòn. Con lên Sài Gòn làm gì? Lên Sài Gòn lên làm mắm. Làm lẩu mắm hả? Làm lẩu mắm. Lẩu mắm mà. Ờ. Lẩu mắm ha. Ăn lẩu mắm. Đà là yếu. Ờ. Cục thu tiếng của con đâu? Cục thu tiếng của con đâu? Nè. Ai lại dẫn em đi kìa. Lại dẫn em đi em té, sửa lại dẫn em đi đi. Đi. Nè để sửa dẫn cho. Để chơi sữa dẫn cho. Dẫn em ra chơi. Em dễ thương kìa. Trời ơi. Con lại dẫn cha, em. Cha dẫn đi. Để coi cha mất quay rồi cha không dẫn được. Con lại dẫn em đi. Đi đi là nắm tay dẫn em ra chơi. Ông chịu. Chị ba nói bé kia. Cái gì con? Chị ba không. Bóp
mẹ nghe. Chị nói ba nói sao không nghe? Chị ba nói sao con không nghe vậy con gái? Chị ba bực bội. Chị ba bực bội hả? Đây con lại con nói lại em ơi. Lại nói em ơi. Lại nói em ơi. Đi đâu vậy? Đừng đi qua đó té. Nè lại đây. Chị ba nói biết nghe không? Nè lại nè, chị ba nói nghe nè. Lại chị ba nói nghe nè. Đứa nhỏ chạy qua đây. Chị ba nói nghe không? Giống bà chị quá. Chị quá, chứ làm chị quen hả? Chị ba. Cái này là cái gì con? Cái này là cái gì của nội? Cái mai. Cái mai nắng quá. Nắng quá hả? Đây là vườn mai của bà nội trà sữa nè. Bà nội trà sữa trồng vườn mai này để chừng nữa cho trà sữa làm của hồi môn nha. Được không? Sao vậy? Đưa mẹ ăn đi. Ăn măng cà rem thôi. Ăn măng cà rem thôi. Đứa nào nói chuyện với trà sữa? Ai nói chuyện với trà sữa? Hỏi trà sữa đi. Hỏi trà sữa biết hát bài gì nè. Trà sữa hát cho mấy tụi con nghe. Tụi con biết hát bài gì không? Trà sữa biết hát bài gì? Trà sữa hát biết hát bài gì con? Con nghe không? Con nghe. Hả? Hả? Con hát bài gì? Đừng cầm cây đó, chết cây của ông nội. Chết cây mai của ông nội. Con biết hát bài gì đâu, con giới thiệu cho mấy anh chị nghe ơi. Hả? Mấy anh kia chạy vòng vòng. Vô nhà này anh cho nó. Nghe không? Về nhà, vô nhà để trời nắng. Trời ơi. Về nhà đáy rồi kìa. Đáy rồi. Hả? Đáy rồi. Đáy rồi, đáy quần luôn rồi. Đáy trong quần luôn. Hư quá mà. Hư quá mà. Lớn rồi. Qua nhà thần tượng hư mà đáy quá. Quần luôn à. Đáy quần. Qua nhà thần tượng mà đáy trong quần luôn rồi. Đáy trong quần. Hư hư à. Hư. Không thương luôn. Không thương luôn. Không thương mấy bạn luôn. Không thương mấy bạn luôn hả? Khó chịu. Nói chị ba nói đáy trong quần. Chị ba nói đáy quần. Chị ba. Đáy trong quần. Đáy trong quần sáu người ta bắt. Đáy trong quần sáu người ta bắt. Người ta bắt luôn. Kìa mấy anh chị về kìa. Bye bye mấy anh chị đi. Bye bye anh trai nè. Anh trai này nhìn dễ thương nè. Anh này nhìn hài nè. Thở dữ hả con? Mẹ con chạy vô cũng chết luôn. Con nói anh đừng có chạy nè sữa. Đừng có chạy nè. Nắng đâu. Nắng. Vô mát kìa. Sữa kêu vô mát kìa. Sữa kêu vô mát kìa. Mấy anh chị nghe không? Thôi đi vô con. Rồi mình đi vô. Qua mừng nhà chơi đi. Nó biết nghe không? Nó biết nghe không? Anh chị nó biết nghe không? Để em nó la nè. Nó la nè. Nó la mấy đứa nhỏ. Nó đang la mấy đứa nhỏ. Đó, chị ba nói biết nghe không? Sửa hát cho mấy anh chị nghe đi. Hả? Coi đường bắt cũng ngồi coi. Thôi thôi, đừng đi nữa coi nữa. Nắng lắm. Nắng hả sữa? Vô đi chơi mấy anh chị đi. Quen rồi, có bạn rồi. Có bạn rồi. Về quê bạn này bạn tuổi thơ nè, về nội có bạn tuổi thơ mốt về quê đi nội là về độc luôn. Mấy anh chị nè. Đi về. Sao vậy? Kêu mấy anh chị đi vô để nắng. Chị ba nói nghe không? Vô đi nắng. Đi về. Đi vô. Đi vô chứ không phải đi về. Kêu đi về, đi vô nắng nãy giờ nói không biết nghe nè.
Nó biết nghe nè. Sao không đi chơi mấy anh chị nữa? Hả? Con đi đâu vậy? Con đi đâu ạ? Con đi đâu? Kìa mấy anh chị chơi kìa, mấy anh chị thương qua thăm con kìa. Có gì cho anh chị ăn không? Bẻ khế cho anh chị ăn không? Kêu mẹ ra bẻ khế cho mấy anh chị ăn ngay. Kêu mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, hãy ghé cho mấy anh chị ăn à. Mẹ ơi. Trễ lắm rồi, ra bẻ khế cho mấy anh chị ăn nè. Ngọc. Ra bẻ khế cho mấy anh chị ăn nè. Để con chụp mày ạ. Khoai lang hả? Khoai lang để chiều tối nội nấu ăn. Khoai lang. Cho khoai lang ăn khoai lang nè. À, khoai lang chiều tối nội nấu ăn. Cho khoai lang nè. Cho ăn này ạ. Ờ, hỏi mấy anh chị ăn khế không? Con bẻ cho, kêu mẹ bẻ cho. Mấy anh chị nè. Mấy anh chị. À, bẻ khế cho mấy anh chị ăn nè. Này à. Ê, dơ con. Mẹ quay. Hả? Mẹ quay. Mẹ quay cho hái khế hả? Ừ. Rồi lên đây, đây cho bồng con lên hái khế nè. Bồng này à. Đây, để kiểu hái khế cho mấy anh chị nha. Đây nè, trái nè. Nè, cáo nè. Rồi nè, cho anh nè. Anh ơi, anh đẹp trai. Anh đẹp trai cái tao lên tay bữa chẳng. Rồi. Cho chị. Rồi tới ai? Ai chị. Chị phải không nè. Cảm ơn em đi. Cảm ơn cho sữa đó không? Quần xuống. Ôi, nè hát đi, hát đi. Ôi, con hái hay vậy? Nó đụng hả? Mê, nè cho anh nè, anh đẹp trai kìa. Anh đẹp trai. Không chua. Nè. À. Tới này hái được không? Hái tới không? Hái đi, hái tới không? Tới không? Tới không? Trên này nè. Tới không? Không. Chắc chắn ra ngoài được. Xuống hang. Rồi được rồi, xuống hang. Nè, cho mà bác đi, mày bác Minh đi. Mày bác Minh trái đi. Cho bác Minh trái đi. Mời bác. Mất cỡ. Mời bác đi. À, hai trái khác mời bác nha. À, hai trái khác mời bác. Đây, lại đây. Cho bạn. Cho bạn đó hả? Đây nè. Nè. Nè, cho bác ăn trái nè. Này con của cô Thắm hả cô Thì? Cô Thì hả? Nè. Cảm ơn em đi. Nè, em cho trái bự nè. Cái bà này mới nhìn cũng vui tính quá. Nè, hai trái này đi nhau cho bác Minh nè. Cái trái bự nè. À. Rồi, lại cho bác Minh nè. Hái chưa? Rồi hái cho bác Minh nè. Hái cho mẹ. Cho bác Minh nè. Hái cho mẹ ơi. Mẹ ơi. Bác Minh đợi. Mẹ cảm ơn con. Hái cho chính của mình. Hái cho nào nữa? Cho bà. Nè, cái này là được tới không? Hái cho bà. Hái đi, tới không? Tới không ăn? Hái đi. Ờ, rồi cho bác Minh trái bự đi. Chơi rồi. Cho chưa? Chưa cho bác Minh. Chơi. Chưa cho. Cho hơn cho rồi. Dơ rồi. Dơ hả? À sao rồi? Thúi rồi không có cho. Thúi không có cho bác. Nè. Sao con biết thúi? Ngửi sao biết thúi hay vậy? Thúi không có cho bác Minh. Nó chín xíu thôi nha. À, chín xíu thôi ăn ha. Chín nhiều quá. Nó chín được. Rồi bỏ luôn hả? Nó chua hả con? Chua. Chua không? Nó cắn mà chua dữ. Chát á. Để chú bẻ cho. Ê nữa. Lại đây cho bẻ cho nè. Lấy cái ghế đỏ cho. Cổng. Lấy cái ghế đỏ cho nè. Cổng. Đây. Cổng mới được. Cổng mới được hả?
Đây đây. Đây đây. Lên lên. Lên. Có gì cha con mình té luôn. Rồi. Hai nào? Hai thế nào? Đó hai đi. Nè 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 cho chị. Đây. Cho chị. Nữa nữa nữa, quê hương là chùm khứ ngọt hái đi. Cho con chèo hái mỗi ngày. Cái nông mà. Đây nè, đây nè. 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 Hái cho mình hả? Nè mình ơi. Nè. Nè mình ơi, cho mình nè. Đây nè cha. Hai không? Hả? Hai nữa không? Hai nữa hả? Nè lại cho bác Minh trái đi, trái này không không có thú, cho ông Minh trái đi, lại cho Khiên cho. Cho Minh trái nha. Rồi lại cho Khiên nữa, cảm lên nữa. Cảm cảm ha. Từ từ. Nè bác Minh lại lấy nè cho ông Minh nè. Em lại cho Minh. Cho Minh trái đi. Đây con. Chưa chưa. Ừ. Ừ. Cho sữa ra. Cho bác lại. Mê. Ôi. Thôi mệt quá con ơi. Thân xuống. Hết rồi. Còn không? Trái kìa. Trái nữa thôi nha. Trái nữa thôi nha. Rồi. Rồi. Hết chưa? Nghe bức bọc bọc. Nghe bức bọc bọc bọc. Hết chưa? Rồi cho bà nội trái kìa. Nội thèm thế lắm á. Rồi cho nội trái đi. Trời ơi. Nè thì phải túm vậy nè, rồi bỏ vô, rồi cầm áo lên, bỏ hai trái đó vô, rồi cầm cầm thấy áo rồi gớt nè, xách đây nè, xách hai tay này nè, hai tay xách đây rồi đó. Ai ai xưa ai đi ăn cắp á, ghế nè, xưa có ai đi ăn cắp trái cây không, túm vậy đó. Trời ơi đi theo lụm. Hả? Con tay á. Cái gì? Con tay á. Con tay á. Nè. Cảm ơn con nha. À không có tay cầm. Cảm ơn con nha. Hết chưa? Rồi cho nội hết vậy luôn hả? Đã luôn rồi, mấy anh chị về hả? Mấy anh chị lấy khế, mấy anh chị về. Ăn khế trả vàng đó mấy con. Ăn khế trả vàng. Nữa. Hết rồi con. Hết khế rồi. Hết rồi. Hai trái nữa thôi nha. Một trái nữa thôi nha. Một trái nữa thôi nha. Con kìa cá kìa cá. Cá cậu. Một trái nữa thôi nha. Anh chị về rồi, thôi để xíu hái nữa. Ha. Ha. Chiều qua hái nữa nha mấy anh chị. Bye bye. Bye bye. Hái nữa hả? Mê hái rồi. Trời ơi. Hái sạch cái khế của ông bà ngoại nội luôn. Mẹ, trước mặt kìa. Được chưa? Rồi được chưa? Cho bạn về rồi. Bạn về rồi. Rồi khế này giờ hái vừa rồi, tại để chín quá nữa, nó hư. Cho mẹ nè. Nè cho hai trái thấp luôn nè. Nè nè. Hai lật hết luôn. Lật hết khế luôn. Còn trái nào ở đâu? Con ít. Rồi được rồi nha. Thôi chào tạm biệt ông bà cô chú nha. Chiều mấy bạn qua nữa hai khế nữa nha. Chào mẹ nè. Chào khán giả nè. Chào ông bà cô chú. Không, bà cô chú con khế không? Mấy bà về rồi. Chiều mấy bạn qua chơi nữa ha. Chào ông bà cô chú nha. Hẹn gặp lại. Cái em trái trái.
See you again. Chào ông Minh nè. Chào ông Minh luôn. Chào con nha. Cỡ chưa quen. Dạ chào tạm biệt ông bà cô chú nha. Hẹn lại bà cô chú có một clip theo. Bye bye. Bye bye các bạn nha. Chiều gặp lại nha. Bye bye. Chiều ăn khế nha. Bye bye. Bye bye. Ăn mặc quả khế. Ăn mặc quả khế. Trả một cục vàng. Trả một cục vàng. Mang túi ba gang. Mang túi ba gang. Mang đi mà đựng. Mang đi mà đựng. Ta là con quả đây. Anh lại con quả đi. Ta là con quả ăn khế đây. Con quả ăn khế trả vàng đây. Đây là con quả ăn khế trả vàng này nha bà con cô bác. Trong chuyện cổ tích ăn khế trả vàng nha. Đây con quả đó. Thôi chào tạm biệt ông bà cô chú nha. Hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Rồi.